Và các bạn, nhiều bạn thì hỏi tôi là bây giờ chúng ta muốn làm cái gọi là mô hình về nhượng quyền hàng Mỹ nhập khẩu thì chúng ta cần chuẩn bị gì? Thì đây là cái mà chúng ta cần chuẩn bị. Thứ nhất đó là để mà tôi hướng dẫn các bạn về chi tiết những cái phần sau về cách bán hàng cụ thể ra sao, từng cái từ sản phẩm 500 ngàn cho đến sản phẩm 15 triệu, 20 triệu, 30 triệu, 50 triệu đó cho cái khách hàng của người giàu đó. Thì đầu tiên chúng ta chỉ cần bạn để mà tôi hướng dẫn cho bạn về từ A đến Z, từ Facebook, từ Google, từ YouTube, rồi từ trên cái email marketing, rồi bán hàng cả thị trường Việt Nam và thị trường quốc tế đó. Thì tôi cần một cái tối thiểu, thứ nhất đó là bạn cần chuẩn bị số vốn khoảng hơn 5 triệu một chút. Thì số vốn 5 triệu này, thứ nhất là 3 triệu rưỡi là bạn nhập tiền hàng, đó là bạn nhập sẵn 14 tuýp kem đánh răng hoặc là các món khác nếu bạn thích, ví dụ như các bạn thích về những cái thực phẩm chức năng, hoặc là các bạn thích về lăn khử mùi, hoặc là các bạn tìm muốn về đắp mặt nạ của mặt nạ trứng, hay là các bạn muốn về mặt nạ bùn, hoặc là về kem dưỡng thể, rồi chúng ta muốn về cái những cái mặt hàng về mỹ phẩm, thì ở đây tôi có khoảng hơn 100 sản phẩm, và nếu mà các bạn cần thêm những cái sản phẩm khác thì tôi có thể nhập ở những cái ngành hàng khác, thì nói chung là rất là nhiều sản phẩm mà chúng ta muốn sản phẩm gì thì cứ inbox, rồi hoặc là những cái gì mà hiện tại tôi đang có thì tôi có thể share cho các bạn và các bạn có quyền lựa chọn. Nhưng tôi sẽ tư vấn cho các bạn những cái mà nói dễ trước để mà chúng ta có thể đi cơ bản trước. Còn nếu chúng ta thích, chúng ta có nhiều vốn thì chúng ta có thể nhập luôn những cái mặt hàng cao như của những cái kem như như máy mà spa chẳng hạn này, hay là máy spa mà home spa để dùng tại nhà đó. Hoặc là chúng ta có thể máy về mỹ phẩm mà dành riêng cho từng cá nhân một, thì nó có rất nhiều cái món như thế, nhưng tùy vào chúng ta là gì. Ví dụ như nếu bạn nào mà cần tôi mà hướng dẫn kèm riêng từng người một á, thì chúng ta chỉ cần khoảng nhập 45 triệu là ok. Còn trong 3 triệu rưỡi này thì tôi sẽ mở lớp và hướng dẫn cho các bạn. Ok. Và còn ở xa thì tôi sẽ hướng dẫn qua online, nhưng tối thiểu cần nhất á, đó là 3 triệu rưỡi là ok rồi. Và sau đó chúng ta cần 3 triệu rưỡi, đó là chúng ta nhập tiền hàng về cho mình nhé các bạn, để chúng ta bắt đầu. Bởi vì khi mà quảng cáo ra đơn hàng, chúng ta phải có hàng để giao khách cho ngay ngay cho khách, và chúng ta cần cái sự cam kết đó. Thứ hai đó là chúng ta cần khoảng 1 triệu 8, đó là tiền quảng cáo Facebook và Google. Cứ là 1 triệu 8 này chúng ta sẽ nộp vào trong ngân hàng, trong cái tài khoản của chúng ta, rồi để chúng ta chạy quảng cáo. Bởi vì trong cái thời gian đầu tiên chúng ta cần khoảng 1 triệu 8 để chúng ta có tiền quảng cáo. Nên là tổng số vốn nó khoảng rơi vào 5 triệu 5 triệu 3. Ok, chúng ta cần khoảng 5 triệu 3 tiền vốn là chúng ta bắt đầu có thể kinh doanh được rồi. Đơn giản như vậy thôi. Nhiều bạn đòi miễn phí, cái đó là điều không thể đấy các bạn. Chúng ta không có hàng thì chúng ta làm sao mà có thể kinh doanh được, mà 5 triệu 3 không có thì tốt nhất chúng ta không nên kinh doanh. Ok, đó là những cái mà chúng ta cần chuẩn bị. Ok, cảm ơn các bạn nhé.